Ô, nó man mò lên lắc của Mai kìa. What the? Làm sao rồi nhỉ? Chơi con gì? Đấy là con gì nữa? Còn có gì nữa đây? Còn có gì nữa? Ok. Hôm bữa em để Yumi tốc biến á. Xong em dùng cái tốc biến để làm gì nguyên game đấy? Em xài được một lần đầu game. Victor và Seth. Team nào cũng không có tank anh em ơi. Không có tank thì không cần phải xét thương phép đâu. 300.000. Get go, get go, get go. Nó đang đứt anh em ơi. Ok. Kìa. Ở đây support đi. Lắc 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 lắc. Lắc đi, lắc đi, lắc đi, lắc đi, lấy tóc của nó, lấy tóc của nó. Hết mana nha, hết mana. Ok. Má nó hai cái thử đốt luôn. Sao cô tốt rồi anh em. Ok. Anh nha bro. Ok chưa. Ok chất for fun nhá. Thank you em. Cảm ơn em. Thank you em rất là nhiều nha. Alo viewer của Majora. Alo. Mẹ ơi. Cho nó bận cái đèn lính đi. Đó, có tí động lực vào một cái là nó khác liền anh em ơi. Còn thế nha. Con lẽ giật máy cục máu à, máy cục máu. À, máy cục máu lấy cái này cũng được. Tam hợp rồi à, nhanh thế không? Chặt nhanh em. Anh nhìn mình sống vội mà. Hết rồi, đã không lên làm nhẹ cái kèo trên top được tiếp được rồi. Hết rồi, nó defend tiếp luôn rồi. Đó là món à là em à. Ok để chút cho nó nha. Thằng gì thằng set vô nha thì cảm thấy ăn được, ăn xong chạy được thì chạy nha. Ơ rù mà vẫn dính kiểu what the man. À cái tòa này yếu xìu anh em ơi. Là team nó sẽ đẹp không ta? À, đi về được không ta? Cứ. Này. Dừng còn này Trung ơi, dùng bùa xanh còn cho đấy em thích ăn. Ok. Lấm đi. Phi đâu. Anh em mình ăn con rồng đi. Đang ăn. Sao có những vụ cao độ chứ đúng không? Sao con nó nhắm một tích vậy? Trời ơi, team bạn nát bét thế kìa. 5 phiếu đầu hàng luôn anh em à. Má, tôi chưa được kill nào hết. 15 kill của tôi. Á, đúng má. Thật sự. Đem nó có dễ không? Cái nó bị nhanh quá. Em có dễ quá không? Dạ. Easy cái em. Giao án với Seth làm rồi, giờ làm giao án với Kermil cho anh em xem kèo này anh em nhé. Bên kia nó có trick AD đi rừng à? Nhập. Ô, trick limit à? À, chít tana limit à? Chít tana limit Trung ơi. Ở đây là phải kể nó, không sao. Em đi cơ mưu đi rừng. Get go. Team mình có CC rồi này. Lâu rồi không đủ được ăn luôn chứ. Ê, cái này. Ô, đi đâu vậy bro? Ui, không có chiến công đầu ạ. Trung KS ác thế nhỏ. Cái thật sự, để cái PKS rồi, không được anh em ơi. Trick limit AP kìa. Trick limit đấy Trung. Ừ. Má 25 đồng rẻ rách cũng làm được cái gì cả. Mà
mày bắt được ai, mày bắt được ai. Chịu khó ghê. Rồi. Có rồi. Xám e lên. Ui, sóng âm hụt, liu liu. Lăn cái đầu đi, lăn cái đầu đi em ơi, lăn cái đầu đi. Liu liu liu, sóng âm hụt. Ai ai. Nó chưa vào cuộc kìa, nó chưa vào cuộc kìa anh em. Ê à, con lính chó chết. À, rồi xong. Cái gì nhờ. Em đi ra chế với em. Ây da, con chuột thấy ngon rồi. Không sợ bắt lính à bro? Ê thật sự. Không sợ bắt lính à bro? Lên đây thì ơi, lên đây thì ơi. Nó còn thiếu đốt, nó còn thiếu đốt, anh còn hồi máu nhá. Nó hết lát rồi, hết lát rồi. Giết nó đi em, nó hết lát rồi đấy. Giết nó nhanh, em có acid nha. Ơ, bổi thế em. E đâu. Nice, nice, quay tốc ngon rồi. Nó mất một quay to phát cả đáy để nó giết tôi phải đấy, nó giết không được anh em ơi. Này quit game rồi, Kéo vui rồi đấy. Mày chơi game gia đình dưới bát à, alo. Em được cam hoài. Ôi ngon thế nhờ. Trông thơm bờ phất. Hai anh ơi, đừng đi đừng. Mẹ con Lee Sin, con Lee Sin phía sau chung ạ, anh bị bết mẹ rồi. Lee Sin mất smile rồi nhưng mà quay đính đẹp, Mày lên farm được, nếu mà anh ra mid được thì mày lên top luôn đi, quay đẹp chung ơi. Em thích con này hơn. Thích con đấy hơn à. Dám đu e lên, chấm hỏi. Lee biết rồi nha. Lee bãi chim nha anh em. Để ba ăn xa lại anh em. Vẫn hơi lắc lắc tí. Thôi dướn dướn tam hợp rồi về cũng được. Phải Lee nữa thể lên ganh anh nha thì à. Thôi em nghĩ là thằng Lee nó đang nhắm em. Tại cái quay lính này là quay lính khó cũng được. À, ok, để thì nó solo xứ giả, anh đánh an toàn, anh đánh an toàn, chờ tam hợp nhá. 200 nữa. Ok. Xứ giả xong té thì ơi. Anh không cover đâu nhá. Công đi level 5 nhưng mà nó có ly anh em, cover anh ơi này, anh ăn lúc con xe này cái. Kìa, nó cover cái gì, nó lên ngang danh luôn kìa. Nó có ly đây mà. Rồi ok, hai em ơi. Anh ăn được con xe này, anh win game rồi. Ông ấy làm biết ông ấy. Té rồi. Nhanh nè. Mà nó rướng kìa. Một đỡ một. Hai. Anh có chiếc cuối này mày được, còn anh có cần đánh nhau đâu không? Không anh ạ. Cây ngon. Lấy trụ, lấy con mẹ nó. Ly rồng kìa anh em. Còn quý smile đấy thì ơi. Từ chờ bot ra, cứ giữ máu. Em giữ máu được rồi. Có smile được không? Cắt quý smile được không? Nó bỏ. Ok. Nhưng mà cảm thấy không đánh được thì đừng đánh. Đừng đứng quá thề. Quả đấy là bị xa một tí. Ôi, cứ còn một máu hoài vậy? Đâu có là một máu, anh giải chung cuối luôn này. Đó, này. Đánh luôn nha. Đấy. Má không nào chết luôn hả? Ảo vậy. Lăn đi. Giữ đầu thằng anh lấy axit cho vui được không? Con chuột sau lưng nha mọi người, nên nhớ con chuột sau lưng. Ào.
Vừa ăn được. Cay nhá. Nói mà. Cơm đi nó cay. Mình biết rồi, đi xin các bạn. Ý sống rồi. Đầu con chuyết vẫn dính. Quá, chúng hết lính không ra được. Lên anh em ơi. Lăn cho đầu luôn. Ý trời, thì chụp cục với chung. Thằng cơm như này là reset tiền đấy anh em. Reset tiền. Này có ai vòng ra phía sau bắt thằng sơ thằng cơm như này. Nè lên tới gần. Cút luôn. Reset tiền là cho xin 300. Không, nó bắt còn FB rồi. Chả rồi. Biết làm sao. Đừng có đánh láo quá, cảm thấy đánh được thì đánh nha. Ok, dí nó lâu đi anh em. Vào đây, cơm đi. Nó còn cơm đi trong này này anh em ơi. Nó còn cơm đi thương binh, bệnh binh trong này này anh em ơi. Anh kể anh Tùng đi. Gì vậy? Ý gì? Nữa hả? Trước khi endgame vẫn giết được nó anh em ạ. Buổi tối này nó cứ dễ nào ấy nhờ.